Xe mới mua. Xe mới mua. Có đâu có 400 mấy à, rẻ mà. Ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Chào mừng anh em đã trở lại với video của mình nha. Thì hiện tại là mình đang trên đường, mình chạy qua bên cái khu này để mà mình gạ chiếc Sirius 62 Vinvin. Nghe đâu là mới mua chiếc Sirius rồi làm máy 62 này kia, rủ mình qua vợ thử một cái. Cho nên hôm nay mình đem chiếc ạc mình đi nè, để mình nắm chắc cái phần thắng nha anh em. Thì hiện tại là cái ạc của mình nó đang bị lỗi anh em ơi, nó đang bị lỗi FI. Trên đồng hồ bây giờ là báo nhiệt độ nè, báo trục trặc động cơ nè, không lên công tơ mét nè, không báo số nè. Thì lúc sáng dắt xe ra nổ máy thì mình phát hiện là nó bị cái lỗi này. Chắc là lỗi EQ anh em ơi. Cuối tuần này là chuẩn bị đi tour. Cuối tuần này dự kiến là mình sẽ lấy cái xe này đi tour, mà bây giờ nó trục trặc như vậy nè, không biết là có sao không, có bị ảnh hưởng gì không. Chạy thì bình thường nha anh em, chạy thì bình thường không có bị gì hết, có điều là cái đồng hồ nó báo lỗi, chán đời chứ. Kệ đi, thì bây giờ mình sẽ chạy qua bển để mà mình giao lưu nhẹ với chiếc Sirius 62 Vinvin nha anh em. Thì anh em cùng chờ xem cái phần thắng sẽ thuộc về ai. Đây, ở trong đây quẹo vô. Hôm nay mình sẽ qua mình gặp gỡ Sirius 62 Vinvin nha anh em. Thì mình cũng rất là thích quay mấy cái dòng xe nhỏ như là Sirius nè, tại vì nó nhẹ nhàng, dễ quay, nhiều anh em cũng thích nữa, cho nên hôm nay mình qua mình quay Sirius nha. Đứng chỗ nào trời, không có thấy luôn á trời. Cái chỗ này là hôm bữa quay chiếc ạc nè. Ủa? Ê, chơi vậy không được nha, chơi vậy không được nha. Chơi như vậy là không được nha. Chiếc này mà Sirius của bà hả? Ừ, Sirius hả bà? Chiếc này mà Sirius thế vậy? Chiếc này là da dép. Sirius nào hở bạc? Thì nó hở bạc nè, nó khói tùm lum nè. Ai nói với em xe này là Sirius? Người ta nói. Cái tiếng bô của Sirius đó là nó bình 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 bình. Còn cái tiếng này nó tàn 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 tàn, sao chạy lại? Sao chạy lại? Xe em 62 mà, còn xe anh 65 mà. 62 nhưng mà nó hay thì. Cái chiếc này theo mình nhớ là hồi trước là mới mua về đập thùng luôn anh em, mà bây giờ cục máy 62 rồi hả? Oh no. Thiệt không? Mình nghe nói trong điện thoại là Sirius 62 Vinvin mà đưa ra chiếc da dép sao mà chạy. Thôi kèo này bỏ nha, không có chạy đâu. Sao mà chạy lại được? Anh 65 nhưng mà nó 4 thì. Còn chiếc này 62 nhưng mà nó 2 thì. 62 2 thì em biết nó rút ghê lắm không? Không, chạy bình thường hả? Chạy bình thường hả? Ừ. Cái chiếc này là mình có chạy thử chưa? Có rồi anh. Chạy thử luôn rồi. Gia tốc mát biết nó bao nhiêu? GPS. Cái này em không có chạy mít. Nhưng mà chạy sương sương 150, 160 thôi. Trời đất ơi, mới chạy sương sương mà 150, 160 anh em. Mình là núp gió nằm xè luôn mới được nhiêu đó. Còn chiếc này là mới có chạy sương sương à, 160, 150 thôi. Yếu quá ha. Là cái chiếc này hôm trước em mua mới nè, bây giờ em lên đồ chơi full luôn rồi hả? Đúng rồi. Là mình lên cái gì, cái gì, cái gì? Lên tay, cầm, phố, cho lớp. Nè, lên tay Rambo, Kosakota nè, cùm tăng tốc nè, bình dầu nè,
heo dầu, mâm, bô. Ê từ từ, phan phan, từ từ nha, nhỏ lớn mới thấy cái bô ngộ rồi ta. Ủa cái bô này bô gì kỳ vậy? Cái cổ này chạy sao nổi, đúng không? Cái cổ này sao chạy nổi ta? Xe này là mình phải mở cổ 32 hay là cổ 36 mới chạy nổi. Cái cổ này có 28 sao chạy? Nè cái khúc này chút xíu sao chạy ta? Là cây bô này là bô tăng đó hả? Dạ đúng rồi, bô tăng. Ok, thì đây là cái bô tăng của hai thầy nha anh em. Bô là bô R8, cái cổ là cổ bụng thòng. Thì cái cổ này ngộ lắm anh em, ở khúc này là nó bự nè, ra khúc này là nó nguyên một cái bụng giống như là bị bệnh phù vậy á. Xuống khúc này là nó có 28 hay là 32 gì à, 28 à. Cái bô này là chất liệu nó bằng cái gì ta? Inox khè, đúng không? Cái bô này là chính xác nè, inox khè. Inox khè lên màu nha anh em. Đó thì nguyên cái set bô này là inox luôn. Để mình hỏi giá thử nha. Cái set bô này bao nhiêu tiền? Dạ 6,8 triệu. Tính ra nó rẻ hơn set bô của chiếc ạc. 6 triệu 8 thôi. Wow. Ok thì đây là chiếc xe thứ 3 của bạn này luôn. Chiếc xe thứ 3 thì ở nhà em là có 3 chiếc. Theo anh nhớ là chiếc Raider bô xăng lửa nè, đúng không? Nhưng mà xe em giờ là Raider đó là 68 rồi. Lên 68 luôn rồi. Dạ. Là bây giờ chiếc Raider bô xăng lửa hồi trước của mình là lên 68 luôn rồi. Dạ. Ok, thấy không? Nói chung là chịu chơi cực kỳ luôn em. Bữa nào mình mượn cái chiếc Raider 68 mình quay cho anh em xem ha. Cái chiếc Raider đó thì bây giờ mình có lên đồ chơi gì nhiều không? Dạ không, tại vì xe đó thì để đi vòng vòng á. Đúng rồi, đi thường xuyên. Còn mấy chiếc này là mình ít có đi. Đi cà phê, đi chơi thôi. Còn đi làm này kia là lấy chiếc Raider đi. Dạ. Mà chiếc xe đi làm của bả thôi anh em mà 68. Ghê không? Ok, còn chiếc xe thứ hai thì hôm bữa mình quay cho anh em xem, đó là chiếc Ad 65+4 full đồ chơi á. Thì chiếc đó cũng rất là đẹp. Còn chiếc này là chiếc Gia Z. Thì chiếc này là chiếc xe thứ ba của bạn này. Thì hôm trước bạn này mua chiếc này là mua mới luôn, mới tinh hết luôn, zin hết luôn. Hôm nay quay lại thì cục máy làm luôn rồi. 62 zin zin. Phải không? Dạ, đúng rồi. 62 zin zin. Ok thì chút xíu nữa mình khám phá cái phần máy sau đi. Bây giờ mình đi sơ qua cái phần đồ chơi của xe này ha. Về cái kiểu dáng, về cái lịch sử thì chiếc xe này nó quá quen thuộc rồi. Cho nên là mình sẽ không nói về cái phần kiểu dáng và lịch sử của chiếc xe này ha. Nó có đẹp hay không thì chắc chắn là nó đẹp rồi. Chiếc này thôi khỏi nói, giá trị nó rất là cao, mấy trăm triệu một chiếc. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua cái dàn đồ chơi của xe này ha. Thì trên đây là bạn này đi một cái tay RCS Kosakota 19. Đó, ở đây là tay RCS Kosakota. Thì kèm theo đó là bạn này đi một cái cùm tăng tốc Domino kèm theo bao tay này kia luôn. Mà sao mình không để cùm zin mình đi mà mình đi cùm tăng chi cho tốn tiền, đúng không? Dạ cái này là em lên cùm này để nó tăng tốc, gia tốc cái cùm ga nó tăng tốc nhanh hơn. Đúng rồi, nó rút ngắn hành trình ga của mình lại ha. Đó, ga khá là nhẹ luôn em. Thì đây là mấy cái chi tiết kiện thôi, như là tay thắng Rambo RCS Kosakota nè. Đây là cái bình dầu Rambo nè, nắp CNC nè, quá đẹp luôn. Còn cái này mình gắn thêm hả? Dạ không, cái này nó đi theo xe luôn á anh. Cái này là xe Gia Z đời mới là nó có cái nắp chỗ này, cái chắn gió. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xuống cái dàn chân ha. Mình đi coi đồ chơi của xe này trước đi. Thì heo dầu là hai con luôn. Cô chủ nhà trọ này chọn hai con heo dầu Rambo mà màu đen logo đỏ. Logo đỏ là cái màu xám mà ta. Dạ đúng rồi. Mà cái này là màu đen. Tại cái này là có hai màu, màu xám với màu đen, nhưng mà màu đen thì ít người chơi. Đúng rồi. Nên em chọn màu đen cho nó đặc biệt xíu. Ừ. Heo dầu là Rambo logo đỏ nha anh em. Thì bạn này đi hai con luôn, con trước con sau. Bình thường anh em thấy mấy cái dòng xe này nè mà người ta độ kiện á, người ta đi mấy cái đồ rất là ghê, mấy cái đồ rất là xịn. Dạ. Còn em là em đi mấy cái đồ cũng bình thường à. Dạ. Trung bình à. Tại sao mà mình không đi mấy cái đồ cao cấp luôn? Tại chưa có tiền anh ơi. Chưa có tiền hay là tập trung vô cục máy hết tiền rồi? Ok, thì bạn này nói chung là dọn sương sương thôi.
heo dầu là đi con heo dầu này chắc tầm 3 triệu mấy hả ta? Đó. Cộng với dầu này là bấm với dây luôn là hết nhiêu tiền? Dạ, cỡ khoảng 2 triệu anh. Tầm khoảng 2 triệu ha. Ê, tính ra cộng dây mà nó gần mắc bằng heo luôn rồi. Ốc là đi ốc Salaya nha anh em. Đó, mấy con ốc Salaya. Cái đĩa là đĩa da dép. Đĩa này đĩa 1-1 thôi. Nope. Không riêu. Đĩa này không phải đi riêu. Riêu. Không phải đi riêu. Đĩa này là đĩa theo xe luôn, Đúng đĩa rồi. zin đó, chứ không phải là hàng phục tùng. Cái đĩa này là đĩa da dép luôn nha anh em, có nghĩa là đĩa này không phải là mua gắn mà là theo xe luôn. Đó, quá đã luôn. Rồi mâm là mình đi mâm Racing Boy CNC. Thì cái bảng này nhìn nó giống như là mấy cái mâm Xmod mà anh em hay chơi á, nhưng mà hàng này là hàng real chính hãng luôn, mâm Racing Boy. Thì theo bạn này nói là hết mười mấy triệu. Wow, quá đã luôn. Cặp mâm là đi cặp mâm Racing Boy CNC. Phía sau là có độ cái đĩa nè. Đĩa heo, heo thì như con heo đằng trước thôi, dây dầu là dây dầu heo luôn. Cái đĩa là đĩa để gì ta? Nope. Đĩa này mình không biết đĩa gì ta. Đĩa này đĩa riêu luôn nè, nó có cái mã vạch ở đây nè, thấy không? Quá dữ luôn. Hay là mình dán vô. Có sẵn rồi luôn á anh. Ok, thôi chi tiết nào mà mình không biết thì mình cũng không biết luôn ha. Chủ xe cũng quên luôn rồi. Chủ xe không nhớ luôn. Đúng rồi. Nhiều anh em hay nói là độ xe lên mà không có nhớ. Thật sự luôn, nếu mình độ nhiều quá, mình chơi nhiều xe quá thì lúc đó mình sẽ không có tập trung vô được nữa, mà mình sẽ quên. Thật sự nếu mà anh em dọn một chiếc xe á thì anh em sẽ nhớ cặn kẽ từng chi tiết luôn. Còn mình chơi theo kiểu mình bỏ người ta làm và mình chơi một lần 3 chiếc lận thì lúc đó mình không thể nào mình nhớ hết được, có nhiều chi tiết mình không có để ý tới nữa. Về lớp xe thì bạn này đi lớp Michelin. Michelin cái mẫu gai mới anh em. Pilot Street, nhưng mà cái mẫu gai mới. Gai của con sau á, nhìn đẹp không? Thì đằng sau là đi lớp 80. Đằng trước là đi 70. Gắp nè, cặt te nè. Mấy chi tiết này nè thì bạn này để zin thôi. Có thay cây phụt nè, phụt là đi phụt ô lin luôn. Cứ mình nhìn thấy cây ô lin là mình thích à. Ngoài ô lin thì nó có phụt gì nữa ta? Đâu có phụt gì đâu. Ni trong rồi nè, đi ni trong cũng đẹp trai vậy. Ngoài ô lin á thì nó có cái dòng cao cấp hơn là ni trong, mà chưa chắc ni trong nó đẹp bằng ô lin. Nhiều người người ta vẫn thích cái màu vàng của ô lin hơn. Như là mình nè, mình thì mình rất là thích cái phụt này đó, nhưng mà mình chưa có cơ hội mình sở hữu, tại vì mình chưa có mua, mình còn tiếc tiền quá. Cái phụt này tầm bao nhiêu ta? Dạ 15 triệu. Tầm 15 triệu. Rẻ mà. Tầm khoảng 2 tháng lương. Ok. Thì hôm trước mình có nói cái này là vẫy cá mập thì bị anh em nói quá trời luôn. Cái này là cái mang của con cá mập thì đúng hơn. Thì hai bên đều có hai cái mang cá mập. Thì anh em hay gọi chiếc này là da cá mập á. Đó là nó đó. Hoặc là Sirius hở bạc cũng là nó luôn. Da Z cũng là nó luôn. Ở bên này là có một cây trợ lực Olin, thấy không? Đó, một cây trợ lực Olin. Quá đã luôn. Mới cáo luôn. Cây trợ lực này mắc tiền không em? Dạ cũng tầm trung hả anh. Tầm trung là bao nhiêu? Dạ tầm 10 triệu. Tầm 10 triệu mà chung gì nổi, nó cũng xịn rồi đó. Cao cấp rồi đó. Ngoài trợ lực Olin thì mình có thể chơi mấy cây trợ lực như là Matchit. Mắc hơn á. Matchit là mắc hơn. Nhưng mà Olin vẫn đẹp. Ok, bây giờ em có thể tâm sự về cục máy này của em không? Sáu mươi hai zin zin là ở trong đây là mình làm cái gì chắc em không nhớ hả? Nói chung là mấy cái đồ mà phổ thông của Mỹ á. À, bình thường á, anh em chơi á, là anh em chơi bốn món ăn chơi à, xong rồi gắn bô tăng đi à, còn em là em làm máy luôn. Cái lý do nào mà nó khiến em lấy chiếc da dép này đi làm máy? Đúng rồi, nó chưa có thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Nhưng mà em lấy chiếc này em đi làm máy em có thấy ổn không? Nó có mất zin không? Nhiều bạn nói là làm máy thì nó uổng đồ này nọ, theo em thì không đâu. Ừ. Tại vì nguyên đồ đồ zin ở nhà thì
thì em để ở nhà, còn cái này là đồ em mua luôn. À, để là cái cục máy của xe này em rớt xuống. Dạ. Em rớt cái đầu xuống, dạ, em cất. Đúng rồi. Bắt đầu em thay. Dạ. Chứ mình không có lấy đầu zin mình làm. Dạ. Rồi hiểu rồi, nói chung là nó tốn tiền hơn nhưng mà nó không có bị mất zin. Mình đi chán cái mình gỡ ra, mình gắn zin vô, mình về zin. Dạ. Ok, là chiếc này là máy nước hả ta? Dạ, máy nước. Tại vì anh thấy nãy giờ anh thấy là anh biết rồi. Anh thấy nó có cái két nước rất là bự sát cái dè này không? Bình thường da dép là máy khô mà phải không ta? Dạ đúng rồi anh. Còn chiếc này là mình lên máy nước. Thì máy nước thì nó lợi thế hơn ở chỗ là cái máy nó mát hơn, cái xe nó ổn định hơn. Wow, 62 zin zin nha anh em. Đây là cái cục máy nè. Cái đầu da dép thì nó có một khúc à, nhìn nó nhỏ xíu à. Tại vì xe này 2 thì mà, nó khác với 4 thì mình nhiều lắm. Wow, quá đã luôn. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ha, để mình coi chỗ này nổ máy được không. Nổ máy ha. Dạ. Đâu có cần lên ga đúng không? Ừ. Wow, khói quá trời nhiều. Cái mô này tính ra nó đâu có nổ lớn đâu ta. Ừ. Để là Ganti thì nói chung nó nổ như một chiếc xe zin luôn anh em, nó không khác gì hết, hơi hám nó cũng không có nhiều. Thấy không? Thì xe này mình chạy là mình phải sốc. Dạ. Mình phải sốc 2-3 tour á, bắt đầu mình chạy là nó kinh khủng lắm. Xe này muốn phê á, mình phải chạy thử, nghe tiếng bô thì nó phê ít ít à. Bây giờ anh mượn anh chạy thử được không? Dạ. Mượn chạy thử ha. Hay là bây giờ anh em mình đổi xe luôn đi. Thôi anh. Đổi xe luôn đi. Ok, bây giờ em đứng đây nha, anh sẽ chạy thử một vòng xem là nó như thế nào. Chắc chắn là nó sẽ phê rồi đó. Woo! Đã quá anh em ơi. Trời đất ơi, nó sướng kìa trời ơi. Sướng quá trời ơi. Má ơi, nó sướng. À! Trời đất ơi, nó sướng quá anh em ơi. Anh em phải chạy nó thử kìa mới cảm nhận được cái độ phê của nó. Mà chiếc này là dê dép chọt nữa, cho nên là nó còn phê hơn nữa. Bình thường mấy chiếc zin mình chạy đã phê rồi, mà chiếc này là máy nữa. Mình rất là muốn chạy nhanh một cái anh em, nhưng mà đường này chạy nhanh không được. Ở trong đây là trong cái khu của người ta á, cho nên mình chạy nhanh mình làm ồn nó cũng không ổn cho lắm. Để mình xích ra ngoài này anh em. Có 400 mấy à, rẻ mà. Nó chiếc xe mượn. Em lấy vô đây hoài nè. Ừ. Ok, làm thử cái không? Đi bốc cơm cho vô làm đó rồi. À, đi làm hả? Đây là gần xong á. Rồi ok, anh em mình hẹn chiều nay đi ra giận cái. Ok, vòng vô anh em ơi. Quá đã luôn. Quá đã luôn anh em. Bây giờ mình sẽ cảm nhận cái tốc độ chậm của nó. Hiện tại là mình đang đi số 2 nha.
ngầu thật sự luôn ấy. Nói chung là anh có chạy thử một đoạn thì cái chiếc này mà ra quốc lộ này kia hoặc là anh em cầm đi tour nó còn phê dữ nữa, nhưng mà nó hơi sót xe. Thường đi tour thì mấy chiếc hai thì này á nó không bao giờ lại chiếc xe bốn thì, về cái độ bền đường dài á thì nó không lại. Nhưng mà đi thì chắc chắn là nó cho mình cái cảm giác không thể nào cái chiếc xe này nó cho mình được.